con tôi nó đi mấy tháng nay mà nó có tin tức gì về đâu. Rồi bây giờ nghe Trung Quốc bắt, bây giờ lo phiền về chồng khóc kể với em mà không biết làm sao. Đêm nào cũng khóc, đêm nào cũng nghĩ tới con không. Bữa giờ vợ chồng của anh không mong, mà nghĩ tới con không hay tạ. Nghĩ gì mà tại tại. Không chỉ riêng bà Phạm Thị Thử ở phường Đông Hải, thành phố Phan Giang, tỉnh Ninh Thuận đang ngày đêm khóc thương lo lắng khôn nguôi vì người con của bà bị hải cảng Trung Quốc bắt, biệt vô âm tín nhiều ngày qua. Mà người thân của 10 ngư dân khác cũng đang từng phút giây trông ngóng thông tin về con, chồng, cha, anh chị em của họ đang ra sao ở nơi đất khách quê người. Cô Loan đang đi làm việc dấn, rồi vợ chồng ở nhà cũng không biết gì, giờ nghi bạn này về, với cô Loan khi bị bắt, bây giờ hai vợ chồng ở nhà cũng không có tập tẹn gì, lý tí gì, giờ cũng đang phiền cô Loan cấp trên nhà trước để lo sao cho cô Loan đi được về. Trước đó vào ngày 27 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhận công điện ghi ngày 23 tháng 7 của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc về việc thông báo ngày 21 tháng 7, hải cảng Trung Quốc đã bắt giữ một tàu cá Việt Nam số hiệu NT91567 do có hành vi đánh bắt trái phép tại vùng biển phía Trung Quốc, ranh giới trên biển Việt Nam Trung Quốc tại vịnh Bắc Bộ. Hiện tàu cá NT91567 và 11 ngư dân trên tàu đã bị hải cảng Trung Quốc đưa về thành phố cảng Phong Thành, tỉnh Quảng Tây. Được biết, tàu cá NT91567 do ngư dân Nguyễn Hữu Mỹ, 27 tuổi, ở phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận làm thuyền trưởng. Trên tàu có 10 ngư dân ở hai phường Đông Hải và Mỹ Đông, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đến các ngành liên quan xác minh thông tin thân nhân 11 ngư dân trên tàu cá số hiệu NT91567, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có hướng xử lý và giải quyết vấn đề theo đúng quy định hiện hành.